Xin chào các anh chị các bạn, tôi Phương Tiến Hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tiếp phần Maragi Kachuk Sudo, giáo trình Tiến Hàng cao cấp 2. Thì chúng ta đang học là học bài số và số 1 Kachuk Sudo. Đi vô phần 1, chúng ta sẽ làm quen với Arabopsita. Chúng ta thử làm quen và làm các bài bên dưới. Nhận biết ha, nhận biết và làm Hankuk Kachuk Sudo nên ở tức kỳ Bakigo Isin Kayo Bokiwakachi Yagi he boship sở. Thì chúng ta sẽ học như sau. Đây. Chúng ta sẽ thử nói chuyện sau khi xem cái hình bên dưới thì chúng ta sẽ thử nói chuyện. Cái câu hỏi ở đây là gì? Chế độ gia đình của Hàn Quốc, thì bị được thay đổi như thế nào, đang được thay đổi như thế nào các bạn anh chị nhớ ha. Otake bakigo isinkayo là đang được thay đổi như thế nào. Chúng ta dịch như vậy ha. Bakita là đang bị thay đổi hay được thay đổi ha. Thể bị động các anh chị các bạn. Thì Hwanjong Munjang ở đây những cái câu mà mình sẽ ứng dụng và mình xài. Hwanjong Munjang gồm có quà cơ nông ấp xã hội, xã hội gì, nông nghiệp quá khứ ha các anh chị các bạn, trời nông nghiệp trong quá khứ nè. Insoni mani phiro cần cái làm việc bằng tay tay chân á, nhiều lao động, in là việc là son tay là tay làm việc tay chân á, cần nhiều làm việc cần cái công việc tay chân nhiều, hay là cần lao động, hay mình gọi là cần lao động, có nhiều lao động các anh chị các bạn. Tiếp theo là thẻ ca chúc bên iruta và hình thành một gia đình lớn ha, thực hiện hình thành lên một cái gia đình, đại gia đình. Sign up Samuero Bakita, chuyển sang chế độ xã hội công nghiệp. Thẻ ca chúc in Yuchihata là duy trì cái đại gia đình, duy trì cái truyền thống gia đình, đại gia đình ha. Te Bubun Hek ca chúc hăng thề hình loại hình của gia đình hạt nhân đại loại là như vậy ha. Tại bộ phận mà đa số đa phần ha. Yuzum chun san yo nên chờ ha. Dạo này thì cái tỷ lệ sinh nở là giảm ha. Chả nhớ na chi anh bu bu ca chúc cụp chân là tăng số lượng mà gia đình mà đôi vợ chồng mà không có sinh nở sinh con cái là gia đình nó càng tăng ha. Gia đình mà hai vợ chồng không sinh con cái thì càng tăng. Cực chân sơ rốt tà thật là lo lắng đúng không các anh chị các bạn. Thì chúng ta dựa vào những từ này chúng ta sẽ làm một cuộc hội thoại ha. Đọc bên dưới xong rồi chúng ta gạch đích những từ đi các anh chị các bạn. Mình những từ trên đây mình sẽ đưa vào thật là đáng lo ngại. Cực chân siêu đốc tà là thật là đáng lo ngại ha. Chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Đọc đây. Hàn Quốc ca chúc chế độ nên quá khứ để bị hết sở mãi tàn là chất chỗ mãi là chết rồi đó. So với cái chế độ gia đình của Hàn Quốc đó, so với quá khứ thì có nhiều điểm trở nên khác, thay đổi rất là nhiều so với trước đây phải không ạ? Đúng không? Nè. Và cái nên nông ấp xã hội đó các bạn nha. Nông ấp xã hội nè. Và cái nông ấp xã hội yết ki temune insone các bạn nhìn thấy insone mani piro haya. Cha sik in mani nakko ka chi sản kiến cô chip han mơ nam mơ chi cô chip han nam mơ chi tê ca chốc ưng y run su bạc kê ập sát xe yào không các chị các bạn. Hôm nay trước đây xã hội nông nghiệp nên rất là cần nhiều lao động thì sao nữa, cần nhiều lao động thì một gia đình lớn, sau đó sau khi có nhiều chị em gái và nhất quyết sống muốn sống cùng nhau không các chị các bạn. Các con cái đều muốn sống cùng với nhau hơn nè. Cha sức kinh mãi đi nắc cô nè. Cách chi san kia đinh nè. Cô chip han nào mà chị vì không? Vì và mình cùng sống chung với nhà với nhau. Đại gia đình lớn cả chốn nên là thường là phải hình thành là một cái đại gia đình lớn không? Cho nên có thể duy trì một đại gia đình lớn không? San up samero baki chi anat teramian. Mình đây mình thử hot tiếp này các bạn. Không? Kế xúc tệ ca chúc in dù chi hết kết nèo. Mình giống như là hóa tiếc rồi.
phải chăng mà đã không không biến đổi thành cái xã hội mà công nghiệp đó, thì mình vẫn duy trì, sẽ phải duy trì cái đại gia đình lớn đó. Nếu nó không thay đổi thành một xã hội công nghiệp thì có thể đã có thể duy trì một gia đình lớn rồi, đúng rồi không? Matcha đúng vậy, y chế te bu bu nơi cả trường ơn hết cả chút thân thể chị. Và bây giờ đa số đại gia đình, những gia đình đại gia đình mình dịch là đa số những cái gia đình đều là là dạng thân thể là dạng anh chị, dạng gia đình hạt nhân. Kurun de yuzumon chun san yori tỷ lệ sinh nở chờ ha tuyệt go ít tầm nhân sơ dò giảm xuống rất là nhiều các anh chị các bạn nè. Kurun sơ áp bồ nên cha nhớ đình nát chi ảnh khô sinh hoạt hà nên bu bu cả chốc y chỉ cần bồ tát nên tơ cụp chân hà kề trên cờ gì dò trên cờ đéo không chẳng mang cực chân sơ lập kỳ chắc kỳ ập chỉ dấu không, các bạn chị không học chút có chút ngữ pháp này đúng không, có phải là đáng lo ngại không? À, thật sự là một sự đáng rất là đáng lo ngại rồi, đáng lo ngại ha. À, các bạn anh chị mình sẽ quay lại cái phần ngữ pháp đây, chúng ta sẽ học từ gì đây, mình học từ là tôi sẽ cho các anh chị các bạn ôn lại luôn. Kỳ chắc kỳ ốp ta có nghĩa là quá ư là đáng lo ngại ha, không còn gì lo ngại hơn, không còn gì lo ngại hơn, đó là mình dịch cái đó là hay hơn ha. Câu chữ câu từ nó sẽ rất hay, mình nhớ những cái đó mình phải dịch ngữ pháp này vậy ha. Sau này tôi sẽ lượm lặt tất cả và tôi đưa cái từ vựng nó tương đương tiếng Hàn với tiếng Việt nó về để các anh chị các bạn có thể học rất là nhanh ha. Chân man cực chân sơ đốc kỳ chắc kỳ ập chì ô thật là đáng lo ngại, không có gì lo ngại. Không có sự lo lắng mà đáng lo ngại đến thế nhiều á, thật là đáng lo ngại quá đi đó ha, đáng lo ngại quá đi. Ở đây mình sẽ trên anh nè, mét nhân sai nè, y hôn du nè, cụp chân nè, hành bù mô cà chân chân cà. Gia đình mình chỉ có gia đình là ba mẹ một người, có ba có mẹ thôi đó, gia đình này là tăng lên hoài, tỷ lệ ly hôn nè tăng lên nè, hành bù mô là chỉ một người, một ba một mẹ thôi đó. Cần son ca dương y chân ca hai chi an tha nè, sang nguyên mình chưa đô te ti nè, te tu te ta nè, te tu te ta là cho nên rối rắm vấn đề lớn đúng không. Những cái này mình đã an tha cấp ta thật là hối tiếc đúng không, ca a tông chân ca nè, mình cái này thì mình học hết rồi. Ở đây các anh chị các bạn phải ôm lại những từ này để mình biết là từ vựng nó, những từ vựng này mình học phía trước rồi không. Chánh sinh hoạt là theo như thế nào nè, đúng không? Cha nhớ kêu giúp mình che nè, vấn đề về gì, về giáo dục con, dưỡng dục giáo dục con cái nè, buôn cơ ca chúc chân ca nè, những cái này là từ mình đã học hết rồi. Các anh chị các bạn phải ôn là những từ vựng phía trước để mình học, mình câu này mình nói trong văn nói luôn nha. Sa kêu nè, sa kêu giúp mình che sang em sim cắt ha ta, buôn cơ ca chúc thân thể ổn lên ta ta đúng không? Hệ về pa bun cơ ca chúc thanh sen à, thì những cái này là chúng ta phải chúng ta phải các bạn muốn anh chị nó muốn tôi dịch một cái được không? Cái vấn đề về giáo dục cho em nè, cha nhờ cứu giúp mình chơi đúng không? Tránh rồi cuộc sống nông thôn là chi ban sinh hoạt kipe là tránh cuộc sống kipi này không? Bun cơ ca chúc chân ca là gia tăng các gia đình ly tán nè, bun cơ là gia đình ly tán đúng không? Đó. Đó là những vấn đề mà chúng ta vấn đề thật rất là nghiêm trọng đúng không, giống như vấn đề giáo dục tư thục nghiêm trọng nè, sa kêu huê nè, sa kêu dúc chê sim cắt ha tà này không, bun cơ ca chúc hăng thề ổn nên tà nè đúng không, không có hình thức gia đình riêng nè, gia đình đi tán á nào. Tánh ra hè bè pha bun cơ ca chúc thanh sen sự ra đời của gia đình đi tán ở nước ngoài, đi ra nước ngoài đúng không, đó là kia kia là kỳ ập xin chùa, những cái từ vựng mới này là từ vựng mới nè, father of ghost như là ca trang cúc nghe chích trang sang hoan làm nên ca chốt hè ve du hắc súp sinh hà tà, những cái này thì mình buồn vui lẫn lộn ha, nè hè ve du hắc là buồn vui lẫn lộn ha, súp sinh hà tà là buồn vui lẫn lộn anh chị các bạn ha. Hè về du học là du học nước ngoài đúng không, đó thì những từ này các anh chị các bạn đặt thành một cái đoạn này để mình luyện nó ha các anh chị các bạn. Rồi
Từ qua tiếp theo, một phần tiếp theo một phần nói rồi cũng có tạm ơn Hàn Quốc cả chụp nè cô xin người à lơ chú cô in lên phiếu mình là anh ấy cả năm sau này cả chụp ý kệ đối với gia đình chỉ có này vợ đối với gia đình chồng à, mình trường hợp này vợ đối với chồng thì cũng có she tech nè Armani nè she Armani nè Armani nè Aberg she Aberg Aberg năm chân à cái này cha chồng mẹ chồng đó Nuna là hân nghiêm năm chân giữa tung sen Akashi Akashi đúng không anh chị sơ băng niêm Toran niêm Mihon là chưa kết hôn đó năm tung sen nè Nuna Hyun là chồng ha thì mình sẽ biết được như vậy ha. Tiếp theo là có anh em là nói với vợ đúng không? Hoặc là vợ thì mình là mơ nư đi đó mẹ chồng thì là con dâu. Với tông sen năm chân. Sơ bằng niêm nè, năm tông sen và anh em thì là tông sờ. Các anh chị các bạn mình kết hợp với nhau ha. Đây đây. Thì mình hơn anh em nè, hơn anh em nè, hơn anh em nè, thì hơn niêm đúng không? Hân nè Achubanim ha Achubanim Hân Nim gọi Achubanim Hân Achubanim tên này mình cũng khó nói ha Hân Nim gọi là Hân Nim ô sao gọi là Hân Nim chỗ này là năm sinh năm sinh này mình gọi đây ha Abachi và Si Abanim các anh chị các bạn thì đây mình sẽ lấy ra cái nó khác nhau nam phân y anh em ơi ca chúc ý kê thì ngược lại thôi anh chị bạn ha trang in ơ rin nè trang in ơ rin là ba vợ trang mô niêm mẹ vợ đúng không anh em đây không chồng đây thì này gọi là hân niêm tung sô chơ năm năm tech nè opa anh em không cái này gọi là mình gọi theo dạng này nè đó mình cụm này là cụm của bên vợ đúng không là mình này cụm của bên vợ luôn đó ý là mình nói là cụm bên vợ hè mình gọi nó là gì đây bị lộn chỗ này chắc hân niêm qua lại ha các anh chị các bạn chú ý chỗ này hân niêm mình gọi đây bên đây hân niêm thôi bên đây gọi là Achubanim là Luna hé gọi là hân niêm Achubanim hả rồi ở đây mình cũng vậy hả gọi là hân niêm nè chờ hân nè chờ năm tách nè hân niêm tông sơ nữa gọi tất cả hân niêm được các anh chị các bạn giờ tông sen chờ chế chờ nam thì rất là nhiều từ các anh chị các bạn phải học phải không phải học nhiều thì mình mới thấy đó dễ dàng đối với mình các anh chị không là rất là khó phải nhớ nữa tiếng Việt mình thì cũng vậy nó rất là phong phú mình học tới từ đầu mấy từ này luôn thì rất là ok thôi are ơi are bookie charm thêm ngoài rừng mantra bồ chíp xỉu chúng ta làm thử nha năm chân nè anh em ơi chị của vợ đúng không hàng quốc bây giờ nên năm chân thì anh em ơi ơn nì bố cô mùa đó cô hé dồ bảo như chị làm gì đây năm chân nên anh em ơi ơn nì tờ chơi hơn như là cô bố gọi là gì nè mua ra cô hay là gọi là gì cái bố cô nè bố cô mua ra cô hay gọi là gì không gọi là chơi hơn nè gọi là chơi hơn các bạn chơi hơn nó lạ lắm đúng không chơi hơn là rất là lạ lắm các anh chị các bạn đây chờ đây chơi hơn nè mình mới thấy luôn ấy đây hân niêm nè hân niêm ông này là đúng cuối cùng là chị mà vợ mà bên nhà chồng á gọi chị chồng thì gọi là chơ hân là chị chồng không còn chồng á mà gọi bên vợ là mình gọi là nuna mình gọi là hân niêm đúng là hân niêm nuna là đối với cái nuna là nói đến với chị, chồng thôi là hân là đối với chồng nhưng mà mình là anh em thì mình phải gọi là hân niêm nghe lạ nha đúng không các anh chị các bạn nó có nhiều điều thú vị đúng không các anh chị các bạn rồi chúng ta tiếp theo Iyagi Hebushita ở đây tạo môn Dragon Pillow Sunny Noni để cô ấy nên cả chút hân thì mì là
cứ ưu mi và phiêu đô sân ngân ả ra bố bố xíu á, chúng ta thử nhận biết ra cái tính cần thiết của cái và cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa của nó ha. Tính thử nha, thì đây nó nói về một cái về hình dạng gia đình mà có được thảo luận ha, được thảo luận về tính cái cần thiết gần đây mà cấp thiết gần đây mà mình phải xây dựng nó. Thứ nhất là quy tắc cá chân Fido Son, các bạn chị các bạn nhu cầu về nhà nuôi dưỡng ha, về nhà nuôi dưỡng ha, quy tắc về nuôi dưỡng không sao ai tin đề kê ta tức hành cá chân hoàn chân ấn nước kinh suối nên khi về chị công, chúng ta phải cung cấp được tạo được cơ hội cho các em cảm thấy môi trường, thấy được cái môi trường gia đình ấm áp nghe chị các bạn, ta tức hành cá chân hoàn chân bố mô tế sinh in chân kỳ canh tổng an ai rin toàn bộ chủ nên quy tắc cá chân chế độ mà rình tại vì thiết lập một cái hệ thống gì nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em trong cái thời gian nhất định thay vì thay cho cha mẹ đúng không, bố mô tế sinh là thay cho cha mẹ. Chú Trang là chủ trương nó như thế nào đây, ô đi xe máy lên chicken cá chân bún hoa cá bún hoa ná he chế đọc là bung kè từng nghi cập chân hành nào mà gì thằng cấp chân người phát canh chị bạn ai tới đi can có sinh in có ít nữa ít xem gì đà ai cái nên ta tức hành cả chân hoàn chân ấn nước kinh suối nên khi mới đến chỉ công hay giá hàm gì đà bu mô tế sinh in chân kỳ can tông an ai đến toàn ba chủ nên quy tắc cả chân chế độ ga chính chắc mà đến tế tờ là miên cho sinh thần đề chứng minh ship kỳ chắc kỳ option thì thà thì những cái này mình nói một cái gia đình mà có hai con như là hai vợ chồng có hai con này thì mình phải như thế nào thì là hay đúng không, trong sọ chúng ta làm sao we we sẽ chicken cá chân bún hoa ná sao chị em đang mắc gì bung khuê từng y cụp chân hanh nào mà gì cho nên ai tôi đi can có sinh in cổ là mất đi cái vị trí của trẻ em thì thôi đúng không, em đang mất dần chỗ đứng do sự gia tăng nhanh chóng của cuộc tranh chấp gia đình các anh vậy ha, đây nè đây nè do gì này chỉ do nè thực chất là do sự gì sự đăng cấp những cái bất hòa gia đình nè nó không gần đây của trong xã hội chúng ta hoặc là những gì tan xe tan đàn sẽ nghé bung que nè hết chê là tan đàn sẽ nghé nè đúng không, đổ vỡ trong những năm đổ vỡ là gì bung que từng nghi cho nên cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng ha ai kế ta tức hành cả chân hoàn cơ nước kinh suối nên khi mẹ đến chị công hay giảm tại chúng ta cung cấp một cái môi trường một cái cơ hội mà cho em có thể cảm nhận được cái môi trường gia đình thật là ấm áp các anh chị các bạn không bu mô tế sinh in chân kỳ can tổng an ai đến toàn bà chú nên quy tắc cả chân chế độ ga chính chắc mà đến tế tơ là đô tơ là miền chỗ sinh thần đề chân mình ship kỳ chắc kỳ option là trình độ như này thì mình đọc như vậy đấy các anh chị các bạn có thể lắng nghe được đúng không, cho nên mình có hit cái đoạn này rất hay sẽ thật tuyệt nếu một hệ thống nhà nuôi dưỡng thay mặt cha mẹ chăm sóc trẻ em trong khoảng thời gian nhất định để chuẩn bị trước đó nó quá ư là thật là đáng tiếc phải không đó mà chân man a ship kê chắc kỳ option người ta quá ư là đáng tiếc thì những đoạn như đây các anh chị các bạn có thể đặt nó thành một cái đoạn văn như thế này, tôi chỉ đọc cái phần này là các anh chị các bạn có thể luyện ha, thì đó là điều mình phải luyện nó hàng ngày thì mới được các anh chị các bạn anh chị muốn tôi dịch một đoạn cho các anh chị các bạn thì tôi dịch thôi ha, và đây cũng vậy chúng ta sẽ tìm những điểm mạnh và điểm yếu của câu chuyện cho anh ha. Đây. Thì phần này là phần Maragi là tới đây nó cũng khá là ngắn thì chúng ta có thể đoạn này chúng ta có thể biến thì tôi dịch đoạn này nữa đi đoạn này chút xíu này cho các anh chị các bạn từ câu chuyện này là ví dụ là trong bài này này là đoạn này chúng ta sẽ viết thành một cái câu một ngữ bên dưới thì chúng ta có thể sử dụng ngữ pháp là in nam mới chì thứ hai là te ít tơ làm nha thứ ba là kỳ chắc kỳ opsumida thì ba cấu trúc ngữ pháp này các bạn đưa vô một cái bài văn viết của mình các anh chị viết một bài văn của mình thì sẽ rất là hay
Mình đầu tiên mình cứ theo tôi là cách duy nhất là các anh chị các bạn đầu tiên thì phải viết cái này trước để mình tìm những điểm nào mình hay, nó phát triển thành đoạn văn, thành câu văn cho nó hay thì mình đâu mình học nó rồi, sau đó mình bắt đầu áp dụng cái đoạn này vô mình viết một đoạn rồi hay. À, thì có thời gian rảnh thì tôi sẽ hướng dẫn tiếp nhưng mà thời gian nó có hạn các anh chị các bạn. Mà đã ghi liên quan về ca trúc chè đô thì tới đây là kết thúc. Xin các chị các bạn đón xem phần tiếp theo, phần nghe của bài bài một này. Cảm ơn các anh chị các bạn.